Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ làm video nói về hướng dẫn và review về tất cả các hang động ở cái vùng đầu tiên. Vùng đất đầu tiên là vùng đất Limbray nha các bạn, Limbray. Rồi, đầu tiên là cái Stormfoot. Stormfoot này chúng ta có những con quỷ yêu tinh. Mấy con nó đánh rất là đau nha. Rồi cái cửa đó không mở được là cái cửa boss đó các bạn. Tránh tiếp cận giao tranh một lúc một đống những con yêu tinh đó nha, nó đánh rất là đau, rất là nhanh nữa, dễ chết lắm. Rồi ở đây có cái bẫy lửa nè, rồi đợi bẫy qua chúng ta tới đây, đứng đây là giữa là hai cái bẫy lửa nè, vậy mà cũng dính nữa, chạy hơi chậm. Rồi chúng ta lên trên, con quỷ mình sẽ đi hết ngóc ngách của từng cái hang động luôn nha, để xem nó có cái gì trong đó, chứ không phải là chạy nhanh giết bóc. Rồi chúng ta sẽ được Wandering Noodle Axi, là triệu hồi ra một cái đám dạng như zombie mà cầm đuốc á các bạn. Rồi tầng 2 này chúng ta sẽ kéo cái cần gạt là nó sẽ mở cái cửa của con boss. Hết chưa ta? Cái hang này hình như là hết sạch rồi đó, để mình chạy thẳng vô trong nữa mình xem có gì không. Sau cái tường lửa này luôn. À phía sau này có cái gì cái mặt nạ hơi lạ các bạn, chỗ hay dễ quên dễ chết lắm nè. Rồi chạy sau cái khung phun lửa luôn, nó có gì nữa không ta? Rồi hai quỷ bám tường rồi, xuống đi em, một em này nữa chắc hết rồi. À, còn bên này nữa. À, đâu ra thêm con nữa nè. Rồi, trong đây cũng không có gì hả các bạn ha. Rồi chúng ta quay trở lên và đánh boss thôi. Đó, cái hàng này hết sạch sành rồi đó, có nhiêu đó rồi đó. Rồi trước khi đánh boss á thì các bạn nên quay trở lên, tại cái đường đánh boss nó gần, các bạn hồi máu đi rồi các bạn vô đánh boss cho nó dễ đó. Chúng ta chỉ việc quẹo tay phải thì thẳng xuống thì thẳng vô boss thôi. Con boss mèo này nó tương đối chậm và tương đối ngu nha các bạn, nên cũng dễ lắm, không có gì khó đâu. Đó nó chém cái bẹt rồi xong nó bắt đầu phun lửa này thì nó hơi easy đó. Chúng ta sẽ thêm được một cái noodle subscribe là mấy con zombie mà có phép thuật đó các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến cái hang thứ hai. Cái hang thứ hai mà để vào được cái hang thứ hai này á là các bạn phải đánh cái con quỷ linh hồn assassin ở đây trước. Bloody finger nè, đó nó sẽ tới cái đánh các bạn, nó đánh nhanh lắm nha, nó nhảy cũng nhanh, nó né chiêu nè. Các bạn đánh một hồi không được thì sẽ có con ra hỗ trợ các bạn, đừng lo, cứ giữ máu thôi. Sau khi đánh xong chúng ta sẽ vào được cái hang nha các bạn, cái hang mất water này đã mất water cave book mất water cave. Thì cái hang này có gì đâu, cái hang này chỉ có mấy con quỷ lính đó. Khi các bạn đụng vào cái chuông ở đây thì sẽ một bầy lính ra.
nó đồng nó đánh cũng đào ấy. Rồi sau khi lia xong hết đám lính á, thì các bạn sẽ trong cái hang của nó chẳng có cái gì ngoài mấy cây nấm, vậy mà cũng ngồi canh nữa. Tiếp theo cái hang kế bên là cái hang chùm. Nó chùm thực sự là con chùm này hơi đặc biệt, nó là một con NPC nha các bạn. Đó, các bạn cứ lấy đồ của nó nè, là nó sẽ rớt xuống, nó sẽ đi xuống từ phía trên này nè. Đó, rồi các bạn đánh nhẹ nhàng cho nó 50% máu, lúc đó nó sẽ đầu hàng. Đó, đầu hàng thì chúng ta sẽ không đánh nữa, tự động nó sẽ thua. Sau khi chúng ta nó thua xong, chúng ta nói chuyện với nó. Đó, và chúng ta sẽ tha thứ cho nó. Sau khi các bạn tha thứ cho nó xong, các bạn te le lại cái đầu hang, các bạn đi vào trong lại. Thì lúc này nó sẽ trở thành một con NPC bán đồ, và nó sẽ có món đồ rất là ngon cho các bạn nào lần đầu đánh boss Magic. Mà nó cũng sẽ sử dụng món đồ nó sau này để đánh boss Magic ở trên lâu đài vàng luôn. Đây, Magic Circle này nó sẽ giúp cho các bạn có thể bắt con Magic quỳ xuống trong một khoảng thời gian ở cái stage 1 của nó ha các bạn ha. Rồi, cái hang tiếp theo là cái Limfrey Tunnel, là cái này là cái khu mỏ đá cường hóa. Thì đầu tiên các bạn vào đây, các bạn lượm đá, các bạn cũng phải cường hóa được cái vũ khí ban đầu của các bạn lên rất là nhiều nha. Đó, cái vị trí của hang nằm ở đây nè. Rồi, giờ các bạn chạy vào trong này. Đó, các bạn thấy mấy con thợ mỏ này, các bạn đánh thì các bạn sẽ lượm được cái đá mà nó đang khai thác ở trên tường á. Rồi, cái tầng 1 này nó chỉ có đá thôi. Rồi, cái tầng 2, cái tầng 1 này nó sẽ có một cái hang chuột ở đây. Đó, nó có tầm khoảng 3 con chuột với một con lính. Thì con chuột bự nó sẽ có tỷ lệ ra cái rune ad. Tiếp tục chúng ta đi lên trên, đi xuống dưới chứ, lộn, chúng ta đi xuống dưới. Thì cái tầng 2 này nó sẽ chẳng có gì đâu, nó chỉ có một con chó ở đây nè. À, một con lính bên ngoài, một con chó kế bên, một con lính kế bên, hết. Rồi chúng ta cứ đi vào, chúng ta lượm đá để cường hóa thôi. Trong này không có gì hết. Đó. Rồi, đặc biệt ở đây nè, các bạn đi lên nè, nó sẽ có hang ẩn. Các bạn sẽ đi xuống lại. Lúc này đây, các bạn quay lại, các bạn sẽ thấy một cái hang, các bạn đi vào. Nó là cái tầng giữa. Nó cũng có những cái con thợ mỏ, các bạn cứ đánh, các bạn lượm đá thôi. Đó. Tiếp nữa các bạn đi xuống. Thì đây là cái nơi con chùm mỏ ha. Đó, gọi là chủ mỏ đó, nó sống ở đây. Thì con chùm này chùm đá cường hóa mà, nên nó cũng rất là mạnh nha các bạn, đam nó cũng rất là to. Mình sẽ để nó đánh cho các bạn xem. Đó, một hit đánh đào các bạn. Hai hit đào đó. Quỳ xuống con, hay da, vậy mà cũng đánh được. Quỳ xuống. Đó, thì các bạn sẽ nhận được cái talisman, cái huy hiệu của nó. Rồi, tuy nhiên trong cái hang này, cái gì ban đầu nó sẽ có một cái rune ad 4 cũng rất là ngon. Các bạn lên trên nè, các bạn tay lại vị trí ban đầu đúng không? Các bạn đánh boss xong, bạn đi lên trên, các bạn nhảy xuống chỗ này. Đó, các bạn sẽ lượm được một cái rune ad 4 ha. Rồi, các bạn ở đây các bạn nhảy xuống các bạn sẽ chết nè. Nói ủa vậy sao tôi lượm tiền rồi xong tôi chết, tiền tôi dính trên đó làm sao? Cái này thì các bạn muốn nhảy thì các bạn phải để ý. Khúc này nó sẽ có mấy cái đèn nhỏ nha. Đây, các bạn đi lên nè. Các bạn đi xuống lại nè. Các bạn nhảy lại cái chỗ mà nãy các bạn chết nè.
Đó, các bạn ngó xuống dưới thấy cái chỗ mấy cái đèn không? Các bạn nhảy xuống cái chỗ cái đèn là được. Nhảy xuống một đèn là các bạn xuống được rồi. Rồi ra khỏi hang thì sẵn đây mình sẽ show luôn các bạn chỗ này. Khi các bạn tới gần mấy cái cò hàng đốt lửa này nè, nó sẽ có con rồng trên trời rớt xuống nè. Rồi mình sẽ giết luôn con rồng để cho các bạn xem là nó có cái gì nha. Quỳ xuống con ơi. Đấy, nó bay rồi. Rồi quỳ xuống nè. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Đó, quỳ xuống. Quỳ xuống. Ngoan nè. Rồi, con rồng này chúng ta giết xong nó sẽ được 20.000 và một trái tim rồng nha các bạn. Trái tim rồng để làm gì thì chúng nữa mình sẽ chỉ cho các bạn qua hòn đảo rồng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái hang, thực sự là gọi là cái hầm gọi là gì ta, cái ngôi mộ Tần Thủy Hoàng đi. Mình thấy nó rất là giống mộ Tần Thủy Hoàng. Đó là cái nơi đầu tiên mà chúng ta vào game á, nó sẽ có cái tượng mà chúng ta gắn cái keystone vào, nó sẽ mở cái đường này. Đầu tiên mình sẽ đi theo cái đường chính thống trước nha, cái đường chính mà nó sẽ có một cái đường ẩn nữa. Rồi cái đường chính là các bạn cứ đi theo hướng cái con nó lăn lăn á, các bạn đi xuống đây. Đó, mình sẽ đi thẳng đường chính thống nha. Đó, các bạn cứ lựa vào cái những cái ô đó các bạn né. Mình biết nó có theo mình không, hình như không theo. Rồi ở đây có rune 5 nha, cái golden rune 5. Rồi các bạn chạy lên trên này. Đây nó sẽ có rất là nhiều, các bạn có thể đi né tụi nó ra, nhưng chạy qua luôn cũng được. Nhưng mà mình ghét mình giết thôi. Rồi các bạn chạy thẳng lên trên này. Các bạn sẽ thấy một con linh hồn kỵ sĩ. Các bạn giết nó. Thì khi các bạn giết nó xong, các bạn sẽ lượm được cái món ở đây là Dragon Communion Seal, là cái vũ khí cầm tay. Khi các bạn muốn chơi những kỹ năng của rồng, nó sẽ búp cái kỹ năng của rồng lên. Rồi phụ già nó dí mình. Rồi bây giờ đây các bạn đi thẳng xuống dưới. Ui, cho mình chạy hơi xa. Rồi chắc nó xuống sâu lắm, ý cha nó lên lại rồi, chết rồi. May khúc này có nhiều máu nên mình mới sống sót được nha các bạn. Rồi nó chạy xuống nữa, lại mất đống máu nữa. Rồi các bạn chạy xuống đây, nó sẽ là cái con boss của cái khu mộ này. Đây mình gọi nó là con boss thần trùng nha các bạn. Con quỷ này nãy mình hết máu, ví dụ nó quẹt mình chết ngắt. Rồi quỷ số, quỳ xuống con, quỳ xuống, ngoan nè, quỳ xuống, đúng rồi, quỳ xuống. Vậy mà nó cũng nổ được cái cuối nữa. Quỳ xuống đây, xong. Thì với con này các bạn sẽ được linh cái triệu hồi linh hồn kỵ sĩ cầm song kiếm rất là mạnh nha các bạn. Sau cái đường chính rồi mình sẽ đi cái đường phụ, cái đường ẩn. Rồi các bạn vẫn đi như hồi nãy nha, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi tắt. Rồi các bạn chạy xuống đây, các bạn nhảy xuống luôn. Lúc này mình thấy chỗ cái cầu không? Các bạn nhảy về phía bên mép bên phải nè, nó sẽ ra một cái đường ẩn. Các bạn giết mấy con quỷ yêu tinh này đi. Tránh đối diện trực tiếp với nó nha, mấy con quỷ đánh đau lắm. À, ở đây có lửa. Đó, là dính bẫy. Cái lửa này phải xuống mới kích hoạt. Đó, vừa phun xong các bạn chạy quẹo bên phải này, nó sẽ có con yêu tinh ở đây. Các bạn cũng dễ bị nó quay chết ở đây lắm. Rồi, hết lửa các bạn chạy vào trong. Ở trong này cũng chẳng có đồ gì đâu. Ở đây có hai con yêu tinh thôi.
Rồi các bạn tiếp tục, các bạn rẽ phía bên tay trái ra. Lúc này đây, các bạn sẽ thấy một cái cầu, một bức tượng. Ở đó nó sẽ có một cái talisman rất là xịn. Talisman này nó sẽ búp máu nè, stamina và cái tải trọng trên cơ thể của các bạn lên. Đó, ở đây nó sẽ có hai con bọ chét, hai con dê chó mà đầu game hành chúng ta đó. Thì các bạn nên giết, tập trung giết một con trước đi. Đó, giết xong một con rồi các bạn giết còn lại, nó dễ dàng hơn. Rồi nếu mà các bạn có lỡ chết, xảy chân té chết như mình ở đây á thì không sao hết, các bạn sẽ chạy lại. Tuy nhiên khi các bạn chạy lại á thì các bạn sẽ không phải giết hai con bọ chét nữa, mà các bạn sẽ chỉ giết một con bọ chét thôi, tại vì các bạn giết một con hồi nãy rồi. Nó sẽ không có spawn ra hai con. Đó, mình sẽ chạy nhanh lại. Lại quên cái bẫy chỗ đó. Rồi lúc này đây thì mình không nhớ là mình giết con trước mặt hay con sau lưng, nhưng mà mình vẫn cầm mình thử. Này đó, nếu tới đây mà nó không ra có nghĩa là nó ra con sau lưng, còn lại là con sau lưng. Rồi quỳ xuống con ơi, quỳ xuống. Còn mình nó thì nó sẽ rất là dễ giết với cây vũ khí của mình. Xong mình sẽ cho các bạn coi cái talisman này. Đó, tăng maximum HP, stamina và cái lót đồ. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn nghĩ tới đây là hết rồi, nhưng mà chưa. Các bạn sẽ chạy ra đây đúng không? Nhưng không, các bạn hãy quay lại chỗ lại vị trí cũ cho mình đi. Chỗ cái cầu á. Đây, các bạn ngó xuống dưới chân, các bạn sẽ thấy một tầng. Chỗ nãy mình chết, nhưng mà nãy mình rất thẳng xuống dưới. Cái này mình sẽ nhảy hai tầng thì mình sẽ không chết. Nó sẽ có cái hầm. Lên đây nó sẽ có một cái thang máy. Đó. Rồi, đi thang máy lên. Các bạn chạy lên thẳng cái hành lang. Chỗ này nó sẽ có một linh hồn kỵ sĩ, các bạn giết nó đi. Rồi các bạn sẽ lượm được cái chìa khóa đá ở đây. Đây, chỗ này là chúng ta sẽ giết được con quỷ ngồi xe nè. Các bạn cần có cung nha. Các bạn thấy ba cái bình ở trên đầu không? Lúc này đây các bạn sẽ sử dụng cung để các bạn bắn ba cái bình đó. Các bạn sẽ canh cái thời điểm làm sao con đó chạy qua và cái bình nó rớt trúng đầu con đó. Bắn chính xác vào cái dây nè. Đó, rớt xuống. Các bạn phải canh làm sao để nó rớt ngay trúng đầu con đó mới được. Lần thứ hai nè, các bạn sẽ có ba cơ hội, không thì các bạn phải ra các bạn làm lại. Rồi suýt trúng. Lần thứ ba nè, rớt ngay đầu. Đó, lúc này các bạn sẽ được cái entry bow, cái cung rất là ngon ha. Rồi, chúng ta sẽ đến cái thứ năm là Mudwater Catacomb, chứ không phải là cái cave giống hồi nãy. Nó nằm ở vị trí này nha các bạn. Cũng thuộc vùng Limbrake nha các bạn. Rồi, các bạn đi thẳng xuống đây. Ở đây nó có mấy con quỷ yêu tinh đá nè. Hết chưa? À, bên đây còn em nè. Hello. Hết rồi đó. Rồi các bạn đi xuống đây. Ở đây nó sẽ cũng có bẫy nha các bạn. Này các bạn đạp vào bẫy nè. Đó, các bạn sẽ bị tên lửa bắn. Đúng đó, nó bắn chết chết luôn á. Rồi ở đây có cần gạt ha, gạt lại. Đó có cái bẫy trước mặt nữa nè. Đó các bạn sẽ bị bắn. Rồi chúng ta sẽ vào boss. Thì con boss này là một con kỵ sĩ. Các bạn giết nó, các bạn sẽ được một cái linh hồn con kỵ sĩ cầm thương để triệu hồi ha. Rồi tới cái hang thứ 6 là cái thang đít tích, cũng gần đó luôn.
Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái cửa boss ha các bạn ha. Rồi cái hang này sẽ có mấy con quỷ xương. Mấy quỷ xương này các bạn phải đánh nó hai lần nó mới chết hẳn. Một lần nó chết nè, một lần các bạn đập cái nữa nó mới tan biến, chứ không nó sẽ hồi sinh nha các bạn. Mình sẽ đi hết góc ngách cái hang luôn. Hang nào cũng đi hết sạch ngóc ngách luôn, chứ không có chừa bất cứ ngóc nào hết á. Đó, mình giết sạch quái luôn. Rồi, trong hang này có mấy con quỷ xương thôi. Rồi ở đây nó sẽ có một thanh kiếm Uchigatana nha các bạn. Là thanh kiếm của Samurai á. Khi mà mới vào á, nếu các bạn chơi Last Samurai các bạn sẽ có song kiếm, rất là ngon. Rồi mình xử luôn xương phía trên, mình đánh boss giết sạch luôn nha các bạn. Hình như nãy giờ mình chưa gạt cần thì phải, mình phải đi kiếm cái cần đó đó. Ngon lượm được cái kiếm của nó nè. Hết chưa ta? À hết rồi. Đi kiếm chỗ gạt cần thôi. Đây trước mặt đây rồi. Rồi xong chúng ta đi lên đánh boss. Cái hang nó hết sạch rồi đó, không còn gì nữa đâu. Rồi, con boss trong cái hang này là một con assassin nha các bạn. Thì nó sẽ có một cái vũ khí assassin đó cũng rất là xịn đó. Đây, Assassin Crimson. Và trong này có một cái dead root. Là xong cái hang. Tiếp theo chúng ta tới cái hang thứ 7 là cái hang Hyrat. Đó, cái hang Hyrat nó nằm ở đây. Rồi, các bạn vào trong cái hang này. Các bạn đầu tiên vô phải checkpoint thôi. Để chúng ta có chết thì nó ra được cửa hang. Nhớ đi khám phá hang động, nhớ mang đèn nha. Đó, các bạn nhảy xuống từ từ, cẩn thận chứ không sẽ bị té chết. Hang này đầu tiên, tầng đầu tiên là sẽ có sói nha. Mình sẽ giết sạch sói đi hết góc ngách của cái hang đã tầng đầu cái đã, rồi mình mới xuống sâu hơn nữa. Đây, có sói đây. À không phải sói mà là mấy con có người có sói, có người sói sói. Rồi, giết hết sói luôn. Trong đây có. Rồi, tiếp tục nhảy xuống nha bạn. Nhớ ngó dưới chân. Rồi, mình đi hết mọi ngóc ngách luôn. Ở đây như có mấy con sói nữa nè. Bên này có cái hang để mình đi thẳng trước thôi. Có cái gì không ta? Sói hay người gì đó chẳng biết nữa. À người các bạn, người người, mấy con quỷ zombie. Rồi ra cái hang lớn rồi. Khoan để mình quay lại cái hang nhỏ cái đã. Đây cái hang nãy mình chưa vô đây.
Rồi, chẳng có gì hết. Tao đi qua hàng lớn luôn nha. Rồi, cái hàng lớn này là cái hàng dê. Xong các bạn nhảy xuống đây nè. Boss này dễ giết thôi các bạn. Quỳ xuống con ơi, quỳ xuống. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ được cái Blue Dancer Charm. Tuy nhiên trong hang này vẫn còn một con boss nữa. Nhảy qua bục này, nhảy qua hang bên kia. Ở đây còn một con boss mình gọi là boss trùng chỉ. Nó rất là to mà nó cũng hơi trâu nha. Rồi. Hang này trong đây có còn gì nữa không? Rồi. Hết rồi đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ tới cái hang Crystal. Hang này là hang của bọn Demi-Human, bọn người vượn đó các bạn. Mình rất ghét bọn này. Mà hang này các bạn bắt buộc phải có đèn nha, không rất là tối. Đây là cái hang nó sẽ dẫn chúng ta qua bên hòn đảo kế bên, là hòn đảo của cái phép rồng. Ở cái giai đoạn ban đầu các bạn có thể lấy được cái phép rồng rồng lửa. Đó, các bạn chạy thẳng vào hang này. Trong đây nó sẽ có nhiều mấy con người vượn này lắm. Rồi, sau khi đánh hết mấy con người vượn này, các bạn chạy thẳng hướng này. Đây là cái hang của con chùm nha các bạn. Vào đây thì các bạn sẽ gặp hai con chùm, là hai con Demi-Human rất là bự. Đó, các bạn giết từng con đi. Xong, các bạn giết tiếp con thứ hai. Sau khi các bạn giết hai con này, nó sẽ cho chúng ta cái hộp dụng cụ. Và những cái con Demi-Human khác á, nó sẽ quỳ gối hết trước mặt chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Tuy nhiên thì tiễn chúng nó lên trời đi, mình ghét chúng nó lắm. Tiếp tục đi lên trên nữa, các bạn đừng có lên trở lại nha, các bạn tiếp tục đi theo cái hang. Đó, ở đây có những con chưa biết tin tức thì nó sẽ tấn công chúng ta. Rồi, các bạn đi ra khỏi hang này thì các bạn đã có mặt ở trên một cái hòn đảo đối diện cái bờ biển hồi nãy của chúng ta, đó là hòn đảo rồng. Trên này nó sẽ có một cái điểm checkpoint và một cái điểm để chúng ta đổi trái tim rồng hồi nãy mình giết con rồng á, để chúng ta lấy được ba cái kỹ năng rồng. Ngoài ra những kỹ năng khác thì các bạn phải qua vùng đất của rồng. Rồi, tiếp theo thứ 9 là mình sẽ vào cái hầm mộ của những con tướng nha. Là đầu tiên mình sẽ vào cái Stormhill trước. Ở đây có một con tướng rất là mạnh nha. Nó mạnh vì nó rất là trâu. Đây. Đánh luôn rất là đau nha các bạn. Nó tiếp cận cũng nhanh nữa. Con quỷ. Cú bằng bị nép yếu quá các bạn. Các bạn thấy không?
đánh nó chẳng thấm vào đâu cả. Đó, của mình nó chỉ cần dính thôi là một khúc. Gục rồi, gục rồi. Ăn mấy phát trời, còn mana là nó gục tiếp với mình rồi. Ờ, có nguy cơ chết như đó, không giỡn đâu. Rồi lúc này nó lướt qua nó chém, may còn một giọt. Né xa ra các bạn ơi, nó quạt đuôi. Quỳ số. Xong. Mình sẽ được cái chiêu quạt đuôi của nó nha các bạn. Rồi con thứ 10 là con Forlorn Hound. Con này thì yếu hơn, nhưng mà nó rất là nhanh. Nó tốc biến này nọ các kiểu. Nên chúng ta nên đánh phủ đầu nó trước đi. Và cuối cùng là cái Rubside. Cái hang Rubside là cái hang đầu tiên mà đa số những newbie sẽ bị lạc vào và sẽ bị bầy sói và con chùm chuột nó giết. Nó cho ăn hành. Đây là cái con boss hành đầu tiên nếu các bạn vào cái hang này. Để mình lấy cái kiếm của chúa tể Elden ra mình chém cho các bạn xem nha. Đây, một quạt. Đó, quạt phát là sạch cái hang sói luôn. Xong. Rất nhanh gọn lẹ. Trong đây có rất là nhiều đồ. Rồi, con chùm ở trong này ha. Con chùm này mình lỡ giết rồi. Nhưng mà khi các bạn giết xong nó thì các bạn sẽ có cái talisman là chống lửa này đây. Đó. Rồi, video của mình đến đây là hết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.